Xin chào các bạn và toàn cộng đồng yêu thích thú cưng nhé. Hôm nay, mình lại xin chia sẻ cho các bạn và toàn cộng đồng về đặc điểm. Tính cách của chú chó Park Mặt Sệ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé các bạn. Chó Park, hay còn được gọi là Park Mặt Sệ, là giống chó cảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Xuất hiện vào khoảng năm 200 trước công nguyên, chúng nổi tiếng như những chú hề chuyên nghiệp trong thế giới chó vì sở hữu khuôn mặt bánh bao, rất ngộ nghĩnh, vui vẻ và luôn thích gây chú ý. Bài viết dưới đây, Thú Kiểm sẽ chia sẻ tới quý bạn đọc nguồn gốc lịch sử của giống chó Park cũng như những đặc điểm ngoại hình, tính cách và cả giá bán của chó Park Mặt Sệ thuần chủng ở Việt Nam hiện nay. Một nguồn gốc lịch sử của giống chó Park đáng yêu, 1.1 nguồn gốc của giống chó Park đáng yêu. Chó Park xuất hiện ở Trung Quốc vào thời nhà Hán, khoảng năm 200 trước công nguyên. Trong suốt hàng nghìn năm kể từ khi xuất hiện, những chú chó Park được coi là những chó quý tộc được nuôi bởi hoàng thân quốc thích hoặc những quý tộc giàu có. Chúng có một cuộc sống xa hoa, ở phòng sang trọng, ăn cao lương mỹ vị và đôi khi còn có lính canh gác. Chó Park có một địa vị đặc biệt trong văn hóa Trung Quốc. Họ cho rằng các nếp nhăn trên mặt chúng tạo thành chữ hoàng tử trong hệ thống chữ Hán. 1.2, lịch sử của giống chó Park. Từ thế kỷ 16, Trung Quốc bắt đầu giao thương với châu Âu, mở đầu là những thương nhân người Hà Lan, họ là những người đầu tiên mang giống chó Park đến châu Âu. Và đặt tên chúng là giống chó Mopsen, hiện vẫn được sử dụng tại Hà Lan. Park nhanh chóng trở thành giống chó được yêu thích bởi các gia đình hoàng gia châu Âu thời đó, thậm chí đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử hoàng tộc tại Hà Lan. Địa vị của chó Park đặc biệt cao vào thời đó và trở thành giống chó chính thức của gia đình hoàng tộc Orin khi chú chó Park được nuôi bởi hoàng tử William, sau là vua William III, đã cảnh báo cho hoàng tử biết về cuộc tấn công của quân Tây Ban Nha, giúp ông cùng phu nhân trốn thoát đến Anh Quốc thành công. Park cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hội họa, âm nhạc nổi tiếng của châu Âu thời đó. William Hogarth là một người cực kỳ đam mê giống chó Park. Ông đã miêu tả chú chó Park đen của mình trong nhiều bức tranh nổi tiếng. Vào năm 1785, Goya cũng miêu tả chú chó Park của mình trong các bức tranh của mình tại Trung Quốc. Park vẫn là giống chó quý và được nuôi trong các cung điện của hoàng gia quý tộc. Tuy nhiên, khi người Anh đánh chiếm và tràn vào các cung điện của Trung Quốc khoảng năm 1860, họ đã mang những chú chó Park quý nhất về nước, trong đó có hai chú chó Lam và Mops thuộc giống chó Park thuần chủng tinh khiết nhất của Trung Quốc, đã được lai tạo với Park tại Anh thời đó để cho ra đời những thế hệ xuất sắc. Park phát triển đến đỉnh cao ở châu Âu dưới thời nữ hoàng Victoria. Bà là một người cực kỳ yêu chó Park và đã cho nhân giống rộng rãi ở nước Anh. Giống chó Park phổ biến đến nỗi chúng xuất hiện trong rất nhiều bức tranh của hoàng gia, thậm chí cả các bưu thiếp, tượng nhỏ, quần áo, giày dép và đồ trang sức vào thời kỳ này. Phần 2, những đặc điểm chó Park thuần chủng. 1. Về ngoại hình giống chó Park thuần chủng. Thân hình chó Park to ngang và được gọi là body, vuông, chiều cao từ chân đến vai gần bằng chiều dài từ vai đến mông và thường nặng không quá 10 kg, đầu của chúng rất lớn, tròn hình bánh bao. Tai lớn, tròn và cụp, đôi mắt rất to tròn và có màu nâu sẫm, miệng chó Park rộng, hàm to và khỏe, hàm dưới dài hơn hàm trên nên thường nhô ra bên ngoài, mặt chó Park là điểm đáng yêu nhất của chúng. Da mặt chúng dày và chảy xệ, xếp thành nhiều nếp, mặt Park càng nhiều nếp càng đẹp. Chúng là giống chó có khuôn mặt xệ nhất trong tất cả các giống chó mặt xệ. Chó Park có khung xương rộng, vai rộng hơn hông, chân ngắn, người to, còn gọi là dáng heo lùn, cổ to và dày. Nhiều chú chó Park mập còn có da chảy xệ ở cổ và chân, đuôi Park ngắn và thường cuộn tròn trên lưng. Chúng có bộ lông mỏng, sát da nên mất rất ít công chải chuốt, tuy nhiên chúng hay nghịch bẩn, thích lê la. Ở Đức giống chó này được gọi là rẻ lau sàn, do suốt ngày lê la nên thường xuyên phải tắm. 2. Về tính cách của giống chó Park. Chó Park rất vui tươi, hiền lành và hòa đồng, do chúng là giống chó quý tộc suốt hàng nghìn năm.
nên Park hầu như không biết trông nhà và không biết làm việc gì ngoài ăn, chơi và ngủ. Có thể coi giống cho Park là đỉnh cao của sự lười biếng, chúng cũng rất tham ăn, ăn rất nhiều. Cho gì ăn nấy nên không khó chăm, tuy nhiên do vừa lười vừa tham ăn, nên chúng rất dễ bị béo phì. Bạn nên cho chúng đi dạo hoặc chơi đùa thường xuyên với chúng để tránh tích mỡ thừa. Chó Park được xếp vào nhóm chó bầu bạn, chúng rất gần gũi, tình cảm và quấn quýt với chủ, chúng thích gây sự chú ý và muốn chủ tán thưởng, khen ngợi hay xoa đầu, chó Park cũng rất ham chơi. Chúng có thể chơi cùng mọi vật nuôi khác khi được cho ra ngoài, tuy nhiên cũng không có vấn đề gì khi bị nhốt trong nhà quá lâu, đặc biệt Park không phá phách, không tha lôi đồ đạc. Không cắn cào xé vật dụng nên rất thích hợp nuôi trong căn hộ hoặc phòng trọ nhỏ ở thành phố. Phần 3. Cách nuôi chó Park ở Việt Nam. Nuôi chó Park không khó, chúng không cần đi chơi nhiều, không cần ra ngoài đi dạo và tập thể dục hàng giờ mỗi ngày, chúng cũng không kén ăn. Có thể ăn mọi thứ bạn cho, tuy nhiên chế độ ăn cần dầu, protein, ít tinh bột vì dễ gây béo phì, vấn đề sức khỏe phổ biến nhất của Park nuôi tại các thành phố. Tập thể dục hoặc chơi đùa 15 đến khoảng 20 phút mỗi ngày là cần thiết để giữ cho dáng chúng mi nhon, cơ thể nhẹ nhàng và hoạt bát, giống chó Park chịu lạnh và nóng rất kém, đặc biệt là Park con. Chúng dễ bị sốc nhiệt nếu chơi dưới trời nắng mùa hè, và dễ bị cảm lạnh vào mùa đông, mùa hè, nên giữ chúng trong nhà hầu hết thời gian trong ngày. Chỉ nên cho ra ngoài chơi vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nắng không còn gay gắt, mùa đông cần mặc ấm, tránh để chúng ra ngoài vào trời mưa. Nếu lông chúng dính ướt thì cần sấy khô để tránh bị cảm lạnh, lông chó Park mỏng và mượt tự nhiên nên không cần chải chuốt, tuy nhiên chúng rất thích được ôm ấp, vuốt ve hay massage. Chó Park không cần tắm nhiều nếu ở môi trường sạch sẽ, tuy nhiên, do chúng hay lăn lộn nên nếu bạn hay cho chúng đi chơi bên ngoài thì cần tắm cho chúng thường xuyên, khoảng 1 đến khoảng 2 tháng một lần. Sau khi tắm, cần sấy khô để tránh bị cảm lạnh. Phần 4. Cùng tìm hiểu giá chó Park mặt sệ thuần chủng ở Việt Nam. Ở Việt Nam, giá chó Park mặt sệ hiện ở mức trung bình, tức khoảng 6 đến 9 triệu mỗi bé Park thuần chủng được nhân giống trong nước. Các bé Park này có đầy đủ giấy tờ xác nhận nguồn gốc, chủ sở hữu, được gắn microchip theo dõi thông tin và tất nhiên phải có đầy đủ bảo hành và bảo hiểm. Những bé Park được nhập khẩu từ Thái Lan có giá cao hơn, khoảng 9 đến 15 triệu mỗi bé khi được giao tại Việt Nam, chó Park nguồn gốc Thái Lan luôn rất được yêu thích vì có chất lượng gen cao. Và cũng được cho là đáng yêu hơn các bé Park nhân giống trong nước, những bé Park cao cấp được nhập khẩu từ châu Âu có giá rất cao, khoảng 2.000 đến khoảng 2.500 đô la Mỹ mỗi bé khi về tới Việt Nam. Những bé Park này có hệ gen thuần chủng tinh khiết, đầy đủ da phả nên thường được các trại chó Park nhập khẩu về để nhân giống. Chúc các bạn có riêng cho mình một chú chó Park đáng yêu nhé. Thân chào các bạn nhé.